Em Hiền xin được kính chào các bác anh chị quay trở lại với video. Trong video ngắn ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên cho các bác anh chị nhà mình 10 mẫu bếp thuộc vào những cái dòng nấu nướng cơ bản, đơn giản và những cái dòng phun chức năng, đa chức năng. Các bác anh chị quan tâm đến sản phẩm bên nhà em Hiền gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại 0979205323 hoặc kết nối với em Hiền qua Zalo cũng bằng số điện thoại 0979205323. Chiếc bếp đầu tiên trong video ngắn ngày hôm nay thì em sẽ gửi đến các bác anh chị nhà mình một chiếc bếp mang thương hiệu Sinai. Chiếc bếp thì sẽ sử dụng bằng phím vặn, hai bếp nấu và một lò nướng. Với những bác những chị mà chúng ta chỉ cần một chiếc bếp phục vụ trong cái việc là nấu an toàn, tự động tắt lửa, tự động khóa ga và tiết kiệm ga, chống rò rỉ ga và chống cháy nổ này và chống cháy nồi làm hư hỏng đồ ăn, thì chúng ta chỉ nên lựa những cái dòng bếp đơn giản như thế này. Những dòng bếp đơn giản như thế này nó cũng vẫn luôn được xếp vào là cái dòng nồi đồng cối đá, độ bền thì gọi là cực kỳ cao luôn, độ bền thì cực kỳ cao luôn nhá, 20-30 năm tuổi thọ của bếp. Chiếc bếp trước màn hình các bác anh chị nó đầy đủ những cái tính năng an toàn như thế và mới cái mức giá chỉ 1.800.000 đồng thôi nhá. Chỉ với 1.800.000 đồng chúng ta sẽ sở hữu một con bếp ga dòng cao cấp như thế này rồi, tự động tắt lửa, tự động khóa ga và tiết kiệm ga chúng ta này nhé. Khay nướng thì sẽ là được quét, được mạ một lớp chống dính rồi, rất là đẹp, rất là ok luôn, nó chống dính như cái chảo chống dính của Việt Nam mình ấy. Vâng, vị nướng thì sẽ là bằng inox không dĩ này, vị nướng thì bằng inox không dĩ nhá. Khoang lò nướng thì đây rất là đẹp luôn. Thành vách thì sẽ là vuông thành đứng cạnh chiếc bếp này, thành vách thì sẽ là màu nâu, mặt thì sẽ là màu đen nhé. Thành vách màu nâu, mặt và màu đen với mức giá chỉ 1.800.000 đồng thôi, đã bao ship cho các bác anh chị rồi. Các bác anh chị được nhận hàng tại nhà và được kiểm tra hàng trước khi thanh toán ạ. Bếp thì tất cả bếp bên nhà em thì đều có bao lưới chống chuột như này rồi nhá, tất cả bếp đều có bao bọc lưới chống chuột. Khi các bác anh chị nhận bếp về, mình chỉ cần sắm một cái bình ga nữa thôi là chúng ta có thể sử dụng bếp ngay. Khi gửi bếp thì em cũng có tặng kèm các bác anh chị một đôi pin mới rồi. Chiếc bếp số 2 ngày hôm nay vẫn là chiếc bếp thuộc vào cái dòng nấu nướng đơn giản mang thương hiệu là Paloma, mang thương hiệu là Paloma nhé. Chiếc bếp này thì sử dụng bằng phím nhấn đề, cũng là cái tông màu đen này. Chiếc bếp này chỉ có giá là 1.900.000 đồng thôi. Chiếc bếp số 2 này sẽ có giá là 1.900.000 đồng nhé. Dạ vâng, với cái dòng phím nhấn đề này thì cái ưu điểm của nó thì nó sẽ còn có thêm một cái tính năng nữa là khi để như này chúng ta ấn để nấu nướng đúng không ạ? Nhưng mà khi gạt có hóa sang như này thì nhà có trẻ nhỏ không nghịch vào được bếp nữa, thì gọi là cái tính năng khóa trẻ em đấy, cũng chỉ với mức giá là 1.900.000 đồng thôi. 1.900.000 đồng nhá, hàng vừa mới về, bếp vừa mới khui luôn, bếp vừa mới khui nên là em chưa có cả tháo tiền ra, em đã lắp một cái trường khác lên đấy rồi đây. Cái này là gì ạ? Vị nướng em cứ quên, vị nướng thì bằng inox không dĩ này, hay lò nướng thì đã được mạ bằng một lớp chống dính nhá, một lớp chống dính rồi, màu đen này là được quét mạ một lớp chống dính. Đấy, rất là đẹp luôn, với mức giá cũng chỉ 1.900.000 đồng đấy. Chiếc bếp này thì hiện tại bên nhà em chỉ có giá là 1.900.000 đồng nhé. Sẽ sang chiếc bếp số 3 ngày hôm nay, một chiếc bếp sẽ là mang thương hiệu Paloma. Bếp này thì dòng này bo chi lửa thì sẽ là bằng đồng này. Ngoài những cái tính năng nấu nướng an toàn ra, bếp cũng sẽ còn một cái tính năng nữa là tính năng 3S để duy trì ngọn lửa khi mà rang đồ khô đấy. Tính năng 3S để duy trì ngọn lửa khi rang đồ khô nhé. Vâng ạ, khay vị nướng thì cũng đây rất là đẹp luôn. Hàng nhà em vừa mới về, em vừa mới bắt bếp ra từ người. Bếp nào cũng đang còn để cả cặp kiềng bên trong nữa nhé. Vâng, chiếc bếp này thì đây, tổng thể bếp rất là đẹp nhé. Vuông thành đứng cạnh bếp thì sẽ là mặt men, thành vách thì màu nâu đậm như này, mặt thì màu đen nhé. Với những chiếc bếp ngày hôm nay em đưa lên thì nó đạt được cái độ mới lên từ 97 lên đến 98%. Chiếc bếp này thì sẽ có giá là 2.500.000 đồng một chiếc bếp mang thương hiệu Paloma, sử dụng bằng phím nhấn đề. Bếp này thì sẽ là bếp mặt men nhá, một chiếc bếp mặt men rất là đẹp luôn. Bo chi lửa thì bằng đồng đúc nguyên khối này, bo chi lửa, cặp bo chi lửa này thì sẽ là bằng đồng đúc nguyên khối nhá. Với cái dòng này, bo chi lửa này thì bảo hành cho các bác anh chị nhà mình đến 3-40 năm. Em khẳng định là em có bảo hành luôn cho các bác anh chị nhà mình 3-40 năm luôn. Dạ vâng, em sẽ qua mẫu bếp số 4 ngày hôm nay.
bếp số 4 ngày hôm nay thì sẽ lên cái dòng cao cấp hơn. Thì chiếc bếp số 4 ngày hôm nay trước màn hình các bác anh chị nhà mình thì cũng sẽ làm một cái chiếc bếp mặt men nhé. Sẽ làm một cái chiếc bếp mặt men này. Chiếc bếp này thì thành vách thì cũng sẽ là màu nâu, mặt thì màu đen. Dòng mặt men cao cấp đến từ nhà Paloma, sản xuất năm 2020. Chiếc bếp này thì xứng đáng là thang điểm 9 trên 10, nói chứ không có hộp để đập thôi các bác anh chị nhé. Độ đẹp còn đạt được 98-99%. Với mức giá của chiếc này thì sẽ là 2.700.000 đồng. 2.700.000 đồng không mua cái chiếc bếp này thì quá là lãng phí các bác anh chị nhé. Với mức giá là 2.700.000 đồng đây. Đẹp từng chi tiết nhỏ em đây. Quay cận cảnh, quay gần lại để các bác anh chị nhà mình cùng xem nhé. Rất là đẹp luôn. Và tất cả những cái dòng đời mới này thì nó đều có bo chi lửa là bằng hợp kim nhôm nhé. Bo chi lửa thì vẫn là hợp kim nhôm. Đây là hai cái tim cảm biến này, họ đánh lửa là quá đẹp luôn, quá đẹp, quá xuất sắc luôn các bác anh chị nhé. Với mức giá của chiếc này sẽ là 2.700.000 đồng ạ. 2.700.000 đồng bao gồm cả phí ship rồi đấy các bác anh chị nhé. Giao hàng tại nhà và bảo hành 1 năm đầu miễn phí cho các bác anh chị nhà mình ạ. Tiếp theo mẫu bếp số 5 thì sang cái phân khúc cao cấp hơn. Chiếc bếp này thì mang thương hiệu là Paloma, cũng sẽ sử dụng phím nhấn đề. Nhưng mà dòng này thì sẽ là dòng đa chức năng nhé. Cũng là bếp đời cao. Chiếc bếp này thì có điều chỉnh nhiệt độ ở 180 độ C này. Có phím hầm mà hẹn giờ 30 phút này. Điều chỉnh chế độ 3S để duy trì ngọn lửa. Cần gạt lửa, điều chỉnh lửa đây thì sẽ bằng inox nhé. Và mặt thì sẽ là màu nâu cà phê. Bếp này thì nhà em thì sẽ có hai tông màu, mặt màu nâu cà phê và mặt màu đen. Chiếc bếp này thì mặt màu nâu cà phê này đẹp xuất sắc luôn. Đời cũng rất là cao, đời 2020. Chiếc bếp này thì giá bên nhà em thì sẽ có mức giá là bao nhiêu ạ? Dạ vâng, chiếc bếp này thì sẽ có giá là 3.200.000 đồng nhé. 3.200.000 đồng, rất là đẹp luôn. Dòng mặt men cao cấp được phủ một lớp kim tuyến này, rất là đẹp luôn các bác anh chị nhé. Đây là toàn cảnh nhá, toàn cảnh của bếp để các bác anh chị nhà mình nhìn được rõ, nhìn được chuẩn hơn này. Với mức giá chỉ 3.200.000 đồng thôi, các bác anh chị sẽ sở hữu một chiếc bếp mặt men, dòng mặt men cao cấp, dòng đa chức năng như thế này nhá. Dòng bếp đời mới đã chắn dầu mỡ thì sẽ bằng inox này, sáng bóng đẹp luôn. Hầu như chỉ được sử dụng lướt qua một vài lần thôi, một vài lần được đánh lửa qua thôi các bác anh chị nhá. Rất là đẹp luôn. Dạ vâng, em sẽ sang mẫu bếp số 6 ngày hôm nay. Chiếc bếp số 6 ngày hôm nay thì sẽ là dòng bếp mặt kính nhá, có cái dáng đứng hình hộp. Các bác anh chị thấy chưa, dòng mặt kính phun chức năng nhưng giá thì cũng sẽ là rất phải chăng luôn. Chiếc bếp này chỉ có giá là 3.400.000 đồng. 3.400.000 đồng nhá. Bếp thì sẽ được bo viền bằng inox này. Với tất cả những cái dòng bếp mà được bo viền bằng inox như này thì dòng mặt kính mà được bo viền inox như này thì rất là VIP này, đẳng cấp luôn các bác anh chị nhá. Dòng này thì các bác anh chị dùng 3-40 năm vẫn giữ được cái độ mới, độ đẹp. Mặt kính thì không một vết chảy nhá. Mặt kính màu không phải đen cũng không phải nâu, và hơi nâu nâu được phủ một lớp kim tuyến như này, rất là đẹp luôn. Đúng là bầu trời sao đúng các bác anh chị này. Mặt kính không có một vết lỗi luôn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, mọi thứ rất là đẹp luôn. Quan trọng nhất là cái chiếc bếp này đang được bo viền bằng inox. Với cái dòng mà được bo viền inox này thì là chuẩn cho chất lượng luôn này. Đẳng cấp, quá là đẳng cấp luôn. Bếp thì sẽ là vuông thành đứng cạnh như thế này nhá. Dòng mặt kính phun chức năng thì nó có những gì ạ? Nó có điều chỉnh nhiệt, em lại nhầm ạ. Nó có hẹn giờ của bếp ạ, chế độ nấu cơm, hầm cháo của bếp nhá. Vào những hôm mưa gió mất điện hay là nắng nóng quá đà mất điện á thì chúng ta vẫn sử dụng trong việc nấu cơm, hầm cháo, nấu nước được nhá. Điều chỉnh nhiệt độ ở 160 lên đến 200 độ C giúp em ạ. Khi mà các bác anh chị nấu, muốn nấu ở thang nhiệt độ nào mình điều chỉnh ở thang nhiệt độ đây nhá. Chế độ đun nước ấn vào số 5 thì sau 5 phút bếp sẽ tự ngắt, còn ấn ra vào chấm trên này là ngắt ngay sau khi mà bếp đã nước đã sôi này. Chế độ 3S để duy trì ngọn lửa khi rang đồ khô nhá. Vâng, và hẹn giờ của lò nướng. Lò nướng thì cũng sẽ là hai tầng lửa đây. Thay vì nướng này bằng inox không dĩ dày dặn, chắc chắn rất là đẹp luôn. Đây, tổng thể của bếp thì em sẽ để từ xa như này để các bác anh chị nhìn thấy được chuẩn mực đẹp đúng không ạ? Với mức giá chỉ 3.400.000 đồng thôi nhá, chúng ta sở hữu được một con bếp đẹp, một con bếp VIP như này. Nói đến mặt kính thì đã rất là tuyệt vời rồi. Một gọi là còn là mặt kính phun chức năng và bo viền inox nữa. Rất là VIP, rất là cao cấp luôn.
sang mẫu bếp số 7 ngày hôm nay. Mẫu bếp số 7 ngày hôm nay thì sẽ là một chiếc bếp dòng mặt kính mang thương hiệu Zinnai, mang thương hiệu Zinnai dòng mặt kính phun chức năng. Chiếc bếp này hiện tại bên nhà em sẽ có giá là 4 triệu đồng nhá. Với cái dòng phun chức năng này thì nó lại cao cấp hơn nữa. Cao cấp hơn nữa là nó có điều chỉnh nhiệt độ ở 140 lên đến 200 độ C này, chế độ đun nước nấu cơm hoặc cháo này. Hẹn giờ của cả hai bếp nhé. Và bằng bếp này thì có thể hẹn giờ của cả hai bếp luôn. Chế độ 3S để duy trì ngọn lửa này. Hẹn giờ của lò nướng, và lò nướng thì sẽ là hai tầng lửa đây. Khay nướng đây. Khay vị nướng của bếp này dày dặn chắc chắn nhá. Vài cái bếp bẩn này là chưa lau vệ sinh kỹ thôi. Khi gửi bếp đi thì sẽ có vệ sinh kỹ càng lên nhá. Khay nướng, vị nướng, lò nướng đây, hai tầng lửa. Khoang lò nướng này rất là rộng, rất là đẹp luôn này. Mặt kính màu đen được phủ kim tuyến, mặt kính màu đen được phủ kim tuyến dày đẹp chưa? Chắn dầu mỡ thì sẽ là bằng inox đây nhá. Chắn dầu mỡ thì sẽ bằng inox đấy. Đẹp, rất là đẹp luôn, với mức giá chỉ 4 triệu đồng này thôi các bác anh chị nhá. 4 triệu đồng chúng ta sẽ sở hữu được một con bếp VIP như này ạ. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến các bác anh chị nhà mình sang cái phân khúc cao cấp hơn nữa một chút, dòng mặt kính phun chức năng và phun inox nhé. Nói đến mặt kính thì luôn luôn là cái hàng VIP rồi, lại còn là phun chức năng và sẽ là gì nữa, phun inox nữa. Phun chức năng và phun inox nhé. Đây, phun chức năng là đã VIP rồi. Mặt kính rất là đẹp luôn, mặt kính chấm bi màu ghi sáng này dành cho những bác, những chị thích màu sáng nhé. Đúng là điểm 9/10, 10 cho chất lượng ạ. Điểm 10 cho chất lượng nhá. Dòng này thì là full inox, thì tất cả những chi tiết đi theo bếp thì nó rất là đẹp, rất là VIP, rất là hiện đại rồi. Thì nó luôn luôn giữ được cái độ bóng, độ đẹp này. Khay vị nướng thì bằng inox không dĩ, sáng bóng luôn. Tiếp tục nữa là bếp dòng phun chức năng thì nó có điều chỉnh nhiệt độ của bếp từ 140 lên đến 200 độ C ở đây ạ. Chế độ đun nước nấu chế độ nấu cơm hầm cháo này. Tiếp tục nữa là chế độ 3S để duy trì ngọn lửa nhé. Có hẹn giờ của cả hai bếp luôn. Và chiếc bếp này thì sẽ là lò nướng điện tử. Nguyên cái bảng này là của lò nướng điện tử nhé. Nguyên cái bảng này là dành cho lò nướng giúp em. Chiếc bếp này thì bên nhà em đang có mức giá là 4.700.000 đồng này. Với cái dòng lò nướng điện tử thì chúng ta có thể chọn chế độ nướng tự động. Khi mà chọn chế độ nướng tự động thì bếp sẽ tự điều chỉnh cho chúng ta. Chúng ta không cần phải điều chỉnh thêm gì nữa. Còn khi mà chúng ta muốn tự điều chỉnh thì có hẹn giờ của bếp này. Có chế độ chọn đồ tươi, chọn đồ khô, nướng cá, nướng thịt đấy. Rất là VIP, rất là hiện đại luôn. Em sẽ lên từng cái phân khúc cao cấp một để các bác anh chị lựa nhé. 4.700.000 đồng là giá của chiếc bếp dòng mặt kính phun chức năng phun inox như này. Bếp này thì bên nhà em cũng có khá là nhiều màu. Nếu như bác chưa ưng, các bác chưa ưng cái màu mặt kính này thì có thể kết nối với em để chọn cái mặt kính khác nhé. Dòng mặt kính này thì nó sẽ là hàng của Nhật, thương hiệu nổi tiếng rồi. Mặt kính chứ không phải là cái dòng như của Việt Nam mình đâu. Không chống vỡ đâu. Bên em vận chuyển từ Nhật về, vận chuyển cả công một. Nó cũng lay lắc lắm mà không có nứt, không có vỡ, không có móc méo gì. Các bác anh chị nhìn thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Đẹp một cách tuyệt vời luôn nhá. Tiếp theo thì sẽ mang số bếp, mẫu bếp số 9 ạ. Mẫu bếp số 9 ngày hôm nay thì có tên gọi là Paloma khủng long mặt đá này. Một chiếc bếp dòng khủng long mặt đá. Dòng này thì bên nhà em sẽ có hai màu. Thứ nhất là được bo viền bằng cái màu đen như này, hoặc là sẽ bo viền bằng cái viền màu đỏ nhé. Chiếc bếp này thì bên nhà em hàng vừa mới về nên với còn đấy thôi. Một hai hôm nữa lên sóng thì sẽ không còn bếp như thế này đâu ạ. Chiếc bếp này hiện tại bên nhà em sẽ có mức giá là 5.300.000 đồng. Dạ thôi, bác nào lấy em để 5.200.000 đồng thôi ạ. Cho nó tròn, cho nó đẹp nhá. Ở đây, dòng này là Paloma khủng long mặt đá đây. Có chế độ nấu cơm hầm cháo đấy. Khi nấu cơm hầm cháo điều chỉnh cái cần gạt lửa lại đây giúp em Hiền nhá. Bằng inox này, sáng bóng luôn cái điều cần gạt lửa này. Chế độ đun nước sôi tự ngắt đấy ạ. Chế độ đun nước sôi tự ngắt nhé. Chế độ 3S để duy trì ngọn lửa khi rang đồ khô này. Điều chỉnh nhiệt độ của bếp từ 140 lên đến 200 độ C. Và sẽ có hẹn giờ của cả hai bếp nhé. Hẹn giờ của cả hai bếp và chế độ hẹn giờ của lò nướng. Lò nướng thì cũng sẽ là hai tầng lửa. Hai tầng lửa là tương ứng với hai cái cần gạt lửa riêng biệt đây. Khay vị nướng thì bằng inox dày dặn chắc chắn rất là đẹp.
khoang lò nướng này các bác anh chị nhìn ạ, khoang lò nướng nhá. Với cái ưu điểm của lò nướng hai tầng nữa thì đồ ăn sẽ chín đồng thời cùng một lúc, vì nhiệt tầng trên tầng dưới sẽ tỏa ra, không cần phải lật mặt trở mặt đồ ăn nữa, rất là đẹp luôn đấy. Với một chiếc bếp VIP như thế này mà với mức giá cũng chỉ trên 5 triệu đồng thôi nhá các bác anh chị ạ. Chỉ trên 5 triệu đồng thôi, rất là VIP, rất là cao cấp luôn. Khủng long mặt đá đấy các bác anh chị. Nghe cái tên gọi đã thấy VIP, nghe cái tên gọi đã thấy đẹp rồi đúng không ạ? Mặt đá này không một vết chảy, không một vết xước nhá. Kiềng này, kiềng thì dày dặn chắc chắn, rất là đẹp luôn này các bác anh chị nhá. Kiềng này dày dặn chắc chắn, đẹp phóng lừ luôn. Bo chi nữa thì sẽ bằng đồng này, bo chi nữa thì sẽ là bằng đồng nhá. Rất là đẹp luôn, rất là VIP, chất lượng lắm của cái dòng bếp này ạ. Dạ vâng, cái dòng nào thì em không đảm bảo cao cho dòng này, thì những cái dòng bếp khác em có thể là đảm bảo đến 99% cho các bác anh chị rồi. Thì cái chiếc này em sẽ đảm bảo 100% nhé, đảm bảo 100%. Những cái dòng khác thì em đảm bảo 99%, còn cái dòng này thì đảm bảo đến 100% cho các bác anh chị là một chiếc bếp VIP. Quá là đẹp luôn. Nhìn một con bếp như này thì rất là VIP, rất là sang trọng đúng không ạ? Mặt kính thì đã là rất là sang trọng rồi, mà đây nó lại còn là mặt đá nữa nhé. Chiếc bếp cuối cùng, chiếc bếp số 10. Chiếc bếp cuối cùng là chiếc bếp số 10 ngày hôm nay thì sẽ gửi đến các bác anh chị nhà mình chiếc bếp gọi là không lò nướng nhé. Với cái dòng bếp không lò nướng thì bên nhà em cũng rất là nhiều giá này. Giá thấp nhất là từ 2 triệu 300 ngàn đồng lên tới trên 3 triệu đồng. Thì chiếc bếp trước màn hình các bác anh chị nó đều đạt được cái tính năng an toàn như là tự động tắt lửa, tự động khóa ga đấy. Vâng, và khi mà các bác anh chị không có nhu cầu dùng lò nướng thì chúng ta sẽ lựa những cái dòng bếp không lò nướng như này. Nó độ bền thì rất là cao và dễ sử dụng nữa, giá dễ sử dụng nữa. Chiếc bếp này thì sẽ có giá là 2 triệu 500 ngàn đồng đấy. Còn ví dụ như các bác anh chị nhà mình mà cần một chiếc bếp ở cái phiên bản cao cấp, có nghĩa là đời cao đấy, đời cao đấy, thì chúng ta sẽ lựa những cái chiếc bếp đến từ nhà Zinai hoặc Paloma, nhưng mà được sản xuất năm 2020 này, 21, 22 này. Ví dụ như trước màn hình các bác anh chị đây là một chiếc bếp không lò nướng được sản xuất năm 2022 nhé. Chiếc bếp này thì bên nhà em sẽ có mức giá là 3 triệu 200 ngàn đồng ạ. Đấy, 3 triệu 200 ngàn đồng. 10 chiếc bếp, 11 chiếc bếp ngày hôm nay sẽ là 11 cái sự lựa chọn đến với các bác anh chị nhà mình rồi. Đấy, 11 cái sự lựa chọn từ những cái phân khúc thấp, phân khúc bình dân đến những cái phân khúc VIP đã gửi đến các bác anh chị nhà mình rồi. Dạ vâng, em Hiền xin được kết thúc video ngắn ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bác anh chị nhà mình trong những video tiếp theo ạ.